Thưa quý vị và các bạn, chanh dây leo là trái cây có nhiều chất bổ dưỡng, đặc biệt là vitamin C, rất cần thiết cho cơ thể con người. Nhiều nhà khoa học đã nghiên cứu lai tạo giống mới với tính năng trái to, năng suất cao, được thị trường châu Âu ưa chuộng. Loại cây này rất thích nghi với điều kiện biến đổi khí hậu như hiện nay và chịu được độ phèn, độ mặn cao như một số vùng đất ở Trà Vinh. Hội nông dân tỉnh Trà Vinh đang có kế hoạch liên kết với công ty xuất nhập khẩu chanh dây hỗ trợ nông dân kỹ thuật trồng và bao tiêu sản phẩm. Tiếp theo chương trình khoa học và công nghệ hôm nay, xin mời quý vị và các bạn theo dõi phát biểu của bà Lê Bích Chi, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Trà Vinh xoay quanh về vấn đề này. Hội Nông dân tỉnh Trà Vinh phối hợp cùng với công ty trách nhiệm hữu hạn dây chanh leo xuất khẩu ở phường 11, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai mô hình trồng chanh dây trên địa bàn của tỉnh Trà Vinh. Thì đây là một cái loại cây giống cây mới được phép của Bộ Nông nghiệp chuyển giao để giúp cho bà con nông dân trong tình hình biến đổi khí hậu và xâm nhập mặn ở vùng Trà Vinh này. Thì tôi nghĩ rằng đây là một trong những cái yếu tố ban đầu để giúp cho bà con nông dân của chúng ta chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Về cái cây chanh dây leo này đó, thì theo như được biết, công ty đang có dự định là hỗ trợ cho nông dân Trà Vinh, đặc biệt là đối với những cái vùng vừa là nước ngọt mà vừa dùng nước mặn. Hiện nay phía công ty đang làm hai cái mô hình, ở một là ở Nguyệt Quá, Châu Thành cho cái vùng nước ngọt, và một cái mô hình nữa là ở Phước Hảo, ở ấp Hòa Hảo, xã Phước Hảo, để là mô hình nước mặn lợ. Thì hiện nay Hội Nông dân tỉnh đang xây dựng kế hoạch phối hợp với các huyện, thị thành, trong đó có phối hợp với lãnh đạo của các huyện Trà Cú, Càng Long, Châu Thành để là triển khai, và Tiểu Cần, để triển khai tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cũng như là hội thảo về vấn đề mô hình chanh dây. Thì qua các hội thảo ban đầu của Tiểu Cần và của Châu Thành về cái mô hình chanh dây này thì được sự đồng tình của bà con nông dân, hội viên nông dân và của các cấp ủy đảng ở địa phương. Cụ thể là thứ nhất là các anh cho rằng đây là cái mô hình mới có khả năng là đáp ứng được cái điều kiện thổ nhưỡng đất đai của Trà Vinh. Cái thứ hai, đưa những cái kỹ thuật và cái giống kỹ thuật, rồi cái bao tiêu sản phẩm và liên kết lâu dài cho nông dân Trà Vinh. Và được biết công ty hiện nay đó là có cái nhà máy đóng tại Tây Ninh và hướng là cũng xuất khẩu, đang xuất khẩu cái dây nước, cái dây chanh leo cái để qua châu Âu. Thì đây là tôi nghĩ rằng nếu mà với cái điều kiện thổ nhưỡng, với cái chí thú làm ăn của hội viên nông dân và cái khoa học kỹ thuật tiên tiến mà phía công ty đưa đến đó, thì hy vọng rằng với cái chương trình phối hợp này sẽ giúp cho bà con hội viên nông dân của chúng ta có một cái cơ hội phát triển mới về cái cây trồng. Mặt khác đó, là thông qua cái chương trình này thì Hội Nông dân tỉnh cũng muốn rằng tập hợp để hướng dẫn nông dân trong cái mô hình và qua đó lồng ghép để sinh hoạt các chi tổ hội nghề nghiệp theo cái nghị quyết 456 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Chúng tôi, những người thực hiện chương trình, xin chúc cho những người làm khoa học sức khỏe dồi dào, luôn có nhiều ý tưởng sáng tạo tốt, góp phần đổi mới quê hương tỉnh nhà theo hướng hiện đại. Thời lượng dành cho chương trình đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin hẹn gặp lại ở chuyên đề kỳ sau.